lên từ sự vực sâu, hồ sói chưa sực nhau. Từng là con người yếu ớt, giờ ta đã trở thành kẻ đi săn thằng hực máu. Không gì trở thành chướng ngại, thánh ca chuẩn bị sướng lại. Ganh ghét và cả sự thương hại trở thành sự ngưỡng mộ khi thấy tao của hôm nay. Từng lết bằng đồ chân chân, giờ đây là đôi giày bóng loáng. Từng là kẻ phải cúi đầu phấn trần, giờ đây việc mở bề ra cũng khiến ta chóng chán. Những kẻ từng đâm lén tao, giờ xem tao như vị cứu thế. Con quái vật của hiện tại vươn lên từ kẻ yếu thế. Những kẻ thì ghét đồng mày xanh lét khi lời của tao thốt ra toàn là đánh thép. Quyển sổ ghi chép những kẻ phi pháp cố gắng thách thức đều bị tao đã vắng hết. Không gì có thể cản chân, trừ khi tao cho phép bản thân. Những kẻ xem tao như con rối, giờ đây tao trở thành nạn nhân. Tao đã từng nghèo đến độ một ổ bánh huy cũng phải đem chia ra làm ba bữa. Tao đã từng nghèo đến độ một tuần làm việc quần quật chỉ đổi lấy một cà sữa. Nhưng tao chưa từng dừng lại, mỗi ngày đều vắt đi kiệt sức. Quá khứ ban đặt cho tương lai, bây giờ là lúc. Điểm đích đến tao là ngai vàng, hảo bằng hữu sẽ thành hai hàng. Trở thành kẻ chưa phải vĩ đại, sống bên trong một vành đai vàng. Không dừng chân tiến ra thế giới, đặt viên gạch cho đế chế mới. Vươn lên cùng những người anh em, tỏa sáng bên trong bóng tối. Điểm đích đến tao là ngai vàng, hảo bằng hữu sẽ thành hai hàng. Trở thành kẻ chỉ vì vĩ đại, sống bên trong một vành đai vàng. Không dừng chân tiến ra thế giới, đặt viên gạch cho đế chế mới. Vươn lên cùng những người anh em, tỏa sáng bên trong bóng tối. Nhìn xem quanh tao, những thứ khiến tôi bật xanh sao. Siêu xe không cần flex, người tài sắc vẫn tự tranh nhau. Đã trải qua trăm lần đến mất, thêm vào đó nghĩ là nằm gai. Giờ vì cuộc đời tao thêm thắt, giờ đây cả có thể trên vai. You better step aside, khi giọng tao thét vọng mai. Feeling so hot tonight, đêm nay rượu rót đầy chai. I will be recognized, no doubt things I said. Khi mà rượu rót đầy chai, quyền lực được rót đầy vai. Đừng đụng vào tao hay người quân tao, nếu mày vẫn muốn cuộc sống mới được yên ổn. Đừng cố thách thức làm vỡ vết nứt, những gì mày nghe chỉ còn lại là tiếng ồn. Đây không phải là cho trẻ con, chính xác là một lửa hăm dọa. Một tay tao sẽ bẻ gọn, ngọn lửa đang lan ra. Tao đã từng nghèo đến độ một ổ bánh mì cũng phải đem chia ra làm ba bữa. Tao đã từng nghèo đến độ một tuần làm việc quần quật chỉ đổi từ một cà sữa. Nhưng tao không hề một mình, có những người ở cạnh tao lúc kiệt sức. Cúi đầu xin được cảm tạ, bây giờ là lúc. Điểm đích đến tao là ngai vàng, hảo bằng hữu sẽ thành hai hàng. Trở thành kẻ chưa phải vĩ đại, sống bên trong một vành đai vàng. Không dừng chân tiến ra thế giới, đặt viên gạch cho thế chế mới. Vươn lên cùng những người anh em, tỏa sáng bên trong bóng tối. Điểm đích đến tao là ngai vàng, hảo bằng hữu sẽ thành hai hàng. Trở thành kẻ chỉ vì vĩ đại, sống bên trong một vành đai vàng. Không dừng chân tiến ra thế giới, đặt viên gạch cho thế chế mới. Vươn lên cùng những người anh em, tỏa sáng bên trong bóng tối.